Xin chào các bạn, đây là chiếc nồi áp suất điện đến từ thương hiệu Perfect. Và nồi áp suất điện này có cái dung tích là 6 lít. Thì với dung tích là 6 lít á, thì các bạn dùng thoải mái, với một gia đình có 8 người sử dụng vẫn ok các bạn nhé. Và nồi này rất là đa năng. Ngoài cái việc hầm á, thì nó còn có thể nấu cháo, ninh hầm rất tốt và nấu cơm rất là ngon cơm các bạn nhé. Ở đây có núm vặn này, núm vặn chức năng các bạn sẽ vặn theo cái chế độ của các bạn muốn nấu. Sau đó thì cái dây con nó sẽ quay cái này về, về không thì nó sẽ kêu tim cả. Đấy, nó sẽ kêu như này là hết cái thời gian nấu. Rất đơn giản, bằng tiếng Việt hết các bạn nha. Và cảm quan các bạn cầm vào cái nồi áp suất này thì rất là chắc chắn, thiết kế rất chắc chắn luôn. Màu cũng đẹp, màu kiểu cà phê. Ở đây phần vung mình sẽ mở ra. Khi mở ra thì các bạn phải bỏ cái phần nắp này ra, và sau đó chúng ta sẽ nấc cái vung này ra. Đấy, mở ra đây phần vung này. Phần vung thì rất, rất chắc chắn, và đây bằng inox các bạn nha. Ở đây có vị trí gioăng, gioăng này giúp nó không bị xì hơi ra. Và khi các bạn sử dụng nồi áp suất điện và chúng ta muốn mở được cái vung mà khi các bạn nấu xong rồi á, nó hơi ở bên trong rất là nhiều, chúng ta phải vặn ở cái núm này, vặn để nó xì hơi ra, sau khi xì hơi hết thì các bạn mới có thể mở được cái vung. Đây là tính năng an toàn các bạn nhá. Đây là bên trong sẽ kèm theo một cái giá hấp. Muốn hấp thêm đồ chúng ta sẽ đặt cái giá này vào. Phụ kiện kèm theo gồm có cái dây cắm điện, môi sơ cơm, cốc đong và hướng dẫn sử dụng ở phía ngoài. Nồi cơm này thì khi bán ra bên mình sẽ bán ra cho các bạn và sẽ có thời gian bảo hành là 1 năm. Đây là bên trong phần lõi đây. Đây phần lõi nồi cơm này. Đấy, nồi áp suất này, phần lõi này có lớp sơn chống dính màu đen này, rất là cao cấp và xịn sò. Ở đây nó có một cái phần nấn để giúp các bạn hấp đồ nhé. Đặt cái hấp này vào đây. Đấy, như thế này. Đấy. Hàng thì có sẵn tại điện máy răng ngay. Đây là phần mâm nhiệt ở bên trong đây. Nồi này có cái phần mâm nhiệt các bạn sẽ thấy rất là to, cái phần tròn tròn bên trong này, bởi vì nó có công suất 1000W. Với công suất 1000W á, thì với nồi áp suất điện dùng mới ok được. Còn nếu mà bé hơn thì chắc chắn là sẽ bị yếu. Cái nồi này nấu rất là nhanh các bạn nhé. Nấu cơm thì ở đây nó thể hiện chỉ có khoảng 10 phút thôi. Cực kỳ là ngon cơm luôn. Hàng thì có sẵn tại điện máy Giang Nga. Các bạn có nhu cầu thì hãy đến trực tiếp điện máy Giang Nga tại cửa hàng Giang Nga số 2 và Giang Nga số 3 để xem và trải nghiệm trực tiếp chiếc nồi áp suất điện này tại cửa hàng các bạn nhé. Đấy, cực kỳ là chắc chắn. Cảm ơn các bạn đã xem video giới thiệu nhanh về chiếc nồi áp suất điện đến từ thương hiệu Perfect.